liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại Nam Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 18 tháng 9, Tổ công tác đặc biệt xử lý những vi phạm trong lĩnh vực đất đai của tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tiếp tục tổ chức cưỡng chế thêm 14 căn. Như vậy, sau hơn một năm phát hiện và xử lý, đến nay đã có 30 trong tổng số 79 căn bị xử lý. Trong đó, 26 căn bị cưỡng chế, còn lại do chủ nhân tự nguyện tháo dỡ. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, chính quyền thành phố Phú Quốc đang củng cố hồ sơ từng công trình và sẽ xử lý triệt để những căn biệt thự xây dựng trái phép còn lại. Đồng thời khuyến cáo, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ pháp lý, quy hoạch trước khi đầu tư bất động sản tại Phú Quốc, không để bị các đối tượng làm ăn phi pháp lừa đảo.